Chào tất cả các bạn, mình là Nghĩa. Tiếp theo với video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video giới thiệu về hệ MLB và đi sâu vào công cụ cướp. Thì hôm trước mình có làm một video giới thiệu sơ lược về những công cụ có mặt trong bảng Camaro. Bạn nào chưa xem thì kéo xuống phần mô tả để xem lại. Thì phần đầu tiên mình sẽ đến với hệ màu sRGB. Thì hệ màu sRGB là một dạng màu bổ sung được cấu tạo từ ba màu chính Red, Green và Blue. Và từ hệ màu bổ sung này thì thể tạo ra rất nhiều màu sắc khác nhau. Thì cái hệ màu này được ứng dụng nhiều, đặc biệt là những cái màn hình máy tính hay là trên điện thoại, trên ảnh, trên tivi các bạn này mình đang tiếp xúc hàng ngày. Thì hệ màu B nó được ứng dụng rất nhiều trong hình ảnh, và ngoài ra thì mình còn hệ màu CMYK cây được ứng dụng rất nhiều trong in ấn. Nên là ở phần in ấn thì mình sẽ không nói trong video ngày hôm nay, mà mình chủ yếu nói về hệ màu B và ứng dụng của những cái thông số với hệ màu B vào trong quá trình chỉnh sửa hình ảnh như thế nào. Đa số các thợ Photoshop ở Việt Nam khi bắt đầu vào chỉnh sửa và đen màu thường thường bỏ qua hệ màu, và các bạn có thể vào những cái công cụ trong bằng Camera luôn. Nên đôi khi sau này khi đi sâu vào, các bạn khi muốn làm theo một cái tông màu hoặc là mô phỏng theo một phong cách nào đó thì các bạn rất rất là khó khăn. Thì ở đây hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người về những cái thông số trong hệ MLB, nó cực kỳ quan trọng trong quá trình chỉnh sửa hình ảnh, giúp các bạn có thể đọc hiểu những cái thông số của hình ảnh và sau đó mình ứng dụng để mình blend màu hoặc là mình mô phỏng lại theo một cái phong cách nhất định. Thì đầu tiên mình sẽ đến với màu red. Thì ở màu red này nó sẽ có thông số là 25500. Màu green sẽ là 0250, màu blue sẽ là 00255, và ba màu này khi đạt cực đại được hòa trộn với nhau với tỷ lệ 1:1 thì nó sẽ tạo ra màu white với thông số 255, 255 và 255. Và ở đây màu black thì sẽ có thông số là 00. Thì ở đây mình sẽ quay lại với biểu đồ histogram. Với video hôm trước mình đã nói về sơ lược về công cụ Camera, thì trong video mình đã nói rất sâu về biểu đồ histogram rồi, bạn nào chưa xem thì có thể xem lại. Thì ở đây mình chỉ đưa cái ứng dụng hệ màu RGB vào trong cái biểu đồ histogram, thì bắt đầu mình sẽ có từ black là 0 này và white sẽ là 255, và mình sẽ gióng vào cái phần rải sáng trục hoành của biểu đồ histogram thì mình sẽ có khoảng từ black đến white là sẽ từ 0 đến 255. Vì cái này mình chỉ nói về rải sáng chứ mình không nói về màu sắc nên nó sẽ có thông số là từ 0 đến 255. Và ở đây thì nó sẽ chia ra khoảng là từ black đến shadow đến mid tone đến highlight và đến white. Thì tạm thời mình sẽ xuống phần cướp. Ở đây qua quá trình làm nhiều năm và mình đã tham gia rất nhiều buổi workshop trong ngoài nước thì mình đã đúc kết và đưa ra được cái thông số. Mình đã đưa ra được cái thông số như sau. Thì ở phần black boy này mình sẽ có thông số là khoảng từ 0 đến 26. Phần shadow sẽ tưởng từ 26 đến 70. Phần mid tone là từ 70 đến 180. Phần highlight là 180 đến 226. Phần white boy là 226 đến 255. Thì đây là những thông số rất là quan trọng. Có thể đến đây thì rất nhiều bạn thắc mắc thông số này để làm gì. Ngay bây giờ mình sẽ vào hình ảnh thực tế để các bạn có thể hiểu về phần này. Thì đây mình sẽ vào phần thứ nhất, hệ màu sRGB. Thì đây mình tạm thời mình sẽ lấy một cái tấm hình Hàn Quốc. Mình sẽ lấy thêm một cái tấm hình Hàn Quốc ra để mình phân tích cái tấm hình này. Thứ nhất là mình sẽ giúp các bạn đọc hiểu cái hệ màu RGB trên tấm hình này như thế nào. Đầu tiên với Photoshop thì mình sẽ vào phần menu và mình sẽ vào Windows. Trong phần Windows mình sẽ chọn ra phần Info. Thì phần Info là sẽ giúp mình đọc cái hệ số màu RGB này, đọc cái hệ màu CMYK. Thì ở đây mình chủ yếu để ý về hệ màu RGB thôi nhé. CMYK dành cho in ấn thì tạm thời mình sẽ bỏ qua. Thì khi mọi người vào info này thì đầu tiên nó chỉ có một điểm duy nhất, khi mình di chuyển đến đâu thì nó sẽ hiển thị thông số đến đấy. Ở đây mình sẽ tạo là lớp layer mask một cớp. Thì ở đây các bạn sẽ dùng cái hình icon này để chấm vào cái điểm nào mình muốn đọc cái thông số ấy. Như ở đây trên PC thì các bạn giữ thêm cho mình giữ Alt Shift, trên Mac thì mọi người giữ Ctrl Shift hoặc là Command Shift. Đấy, thì ở đây mình đầu tiên mình sẽ giữ Alt Shift để mình chọn ra những điểm này. Mình muốn phân tích cái màu váy trắng này nó như thế nào thì mình sẽ giữ Alt Shift mình chấm vào. Thì đây nó sẽ xuất hiện điểm thứ nhất với thông số RGB là 236, 236, 238, thì mình sẽ chọn nó khoảng 4 đến 5 điểm để các bạn thấy là cái váy này nó đang có màu ở màu trắng chuẩn hay không. Để mình phân tích về hình ảnh Hàn Quốc nhé. Đây, ở đây mình chọn ra 4 điểm và ở đây các bạn sẽ nhìn nhận thông số như sau. Với điểm thứ nhất thấy thông số RGB này là Red, Green, Blue sẽ là 236, 236 và 238. Cái phần thứ hai là 215, 215. Phần thứ ba là 200, 202. Phần thứ tư là 203, 203 và 205. Các bạn thấy điều gì? Ở đây các bạn thấy là cái thông số RGB này nó đang ở ngưỡng rất là bằng nhau. Khi mà mình pha với tỷ lệ 1:1 Red, Green, Blue với tỷ lệ 1:1 thì nó tạo ra màu trắng. Đấy, thì ở đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ giúp các bạn đọc hiểu hình ảnh gì. Các bạn thấy này, với ảnh Hàn Quốc váy bao giờ gần như là màu váy trắng, không bao giờ bị ám màu và sai màu vì cái tỷ lệ RGB là bằng nhau nên tạo ra màu váy trắng. Đấy là cái thứ nhất. Và sau này các bạn có thể ứng dụng cái thông số ở trên phần cớp mà mình đã nói, là thông số trong cái khoảng này thường thường là khoảng từ 215 này, 200 và 236, thì trong khoảng highlight này từ 180 đến 226.
duy nhất có điểm thứ nhất nó nằm từ 226 đến 205 là nó thuộc khoảng white boy, còn những cái điểm này thuộc highlight. Đấy thì ở đây các bạn nhìn thấy là mình muốn các bạn hiểu là ảnh Hàn Quốc nó cực kỳ tinh tế và nó cái chi tiết trên cái tấm hình ấy, nó rất là sạch sẽ. Tại sao ảnh Hàn Quốc nó khó làm? Vì khi mà mình làm ảnh ở Việt Nam ấy thì đa số ảnh ở Việt Nam thì thường làm hay bị ám blue này, hoặc là váy không đúng màu, váy bị sai màu rất là nhiều. Thì đấy, cái đầu tiên ứng dụng hệ RGB mình chưa nói gì nhiều thì nó đã giúp các bạn đọc hiểu hình ảnh, và sau này dựa vào thông số này các bạn có thể mô phỏng lại cái thông số này bằng cách đo màu. Và trên camera thì nó có sẽ có phần đo màu cũng có phần info. Thì ở đây mình sẽ mở phần camera cho các bạn nhìn thấy này. Ở đây mình sẽ lấy một cái tấm hình Hàn Quốc khác để các bạn nhìn thấy cái váy trắng Hàn Quốc người ta làm rất là chuẩn màu, gần như là cái chi tiết không bao giờ bị ám màu, nó rất là chuẩn màu trắng. Thì ở đây mình sẽ vào camera, trên phần camera này thì mình sẽ vào phần color sample để mình đo những điểm màu. Ở phần color sample này thì các bạn có thể đo 9 điểm màu. Thì điểm thứ nhất mình sẽ đo này, sẽ đo ở quần chú rể này. Điểm thứ hai mình sẽ đo ở váy cô dâu. Đây mình sẽ đo những cái điểm này, khoảng 4 điểm. Đây, thì ở đây các bạn thấy điều gì? Đầu tiên là điểm thứ nhất ở quần chú rể thì cái sự chênh lệch nó cũng rất là ít, 231, 230, 235. Thì ở đây mình muốn nói các bạn ạ, nếu cái khoảng chênh lệch giữa hệ màu RGB nó trong khoảng từ 0 đến 10 thì thường thường là mắt mình sẽ nhìn thấy rất khó để nhìn thấy là cái sự chênh lệch màu sắc. Còn nó trong khoảng từ 10 đến 20 thì bắt đầu mắt có cảm nhận quần hay là cái chi tiết mà mình đang đo màu ấy nó có đúng màu trắng hay không, hay nó bị sai màu, hay là có đúng màu đen hay không ấy. Nếu mà chênh lệch khoảng từ 10 đến 20 đơn vị là bắt đầu mình sẽ cảm nhận thấy điều đấy. Còn từ 20 đơn vị trở ra là bắt đầu mình sẽ nhìn thấy rất là rõ rệt. Nhưng với ảnh Hàn Quốc ấy, khi các bạn đo trên vùng trắng thì các bạn sẽ nhận ra được một điều là cái vùng ánh sáng trắng của ảnh Hàn Quốc thường thường là rất là chuẩn và ít khi bị sai màu. Đấy, ví dụ mình sang phần váy cô dâu nhá. Váy cô dâu thì đây mọi người thấy là cái phần ren này nó có màu cam này, có thể là nó sẽ hơi nhiều đỏ một chút. Thì ở đây mình sẽ sang điểm thứ hai, RGB là 188, 175, 163. Đấy thì cái sự chênh lệch nó cũng không quá lớn, nó khoảng hơn 10 đơn vị, nhưng đây là cái váy cam nên là có sự chênh lệch. Nhưng đây các bạn có thể xem cái phần quần trắng của chú rể hay là tất cả những điểm số 3 này, điểm số 4 này thì cái sự chênh lệch nó cũng rất là ít, nó không quá lớn. Đấy, thì sau này các bạn có thể dựa vào những thông số này để các bạn có thể mô phỏng. Ví dụ các bạn muốn làm một cái ảnh Hàn Quốc thì bạn có thể đo những điểm màu trên tấm hình để các bạn có thể mô phỏng lại ảnh của mình, làm sao để cái hệ số màu RGB này nó đồng đều. Thứ nhất là mình dựa vào cảm nhận, và thứ hai là mình áp dụng được cái thông số này thì các bạn có thể dễ dàng mô phỏng được hình theo ý muốn. Còn nếu các bạn chỉ đưa cảm nhận vào đôi khi thì rất là khó để các bạn có thể làm được điều này. Đấy là cái quan trọng của hệ RGB ứng dụng là như thế nào đấy. Thì ở đây mình sẽ lấy thêm một cái tấm hình mẫu nữa và mình lấy trên hình ảnh thực tế, và cái này thì do mình làm, mình sẽ sử dụng trên hai tấm hình. Thì ở đây là một cái tấm hình chụp biển và đang làm theo phong cách là ảnh trong sáng ấy, chứ không phải ảnh Hàn Quốc gì đây cả. Đây là phong cách ảnh trong sáng thôi. Đầu tiên trước khi sử dụng cái công cụ đo màu này vào thì các bạn có thể nhìn thấy là mắt mình đã cảm thấy là cái áo này bị ám màu rồi. Nhưng đây mình sẽ cho các bạn xem cái sự ám màu là nhiều hay ít nhé, nó có chấp nhận được hay không. Thì ở đây sử dụng con Ctrl M hoặc là sử dụng một lớp cớp, đây lớp layer mask đi, tạo lớp layer mask một cớp. Sau đó các bạn dùng icon ngón tay bạn chấm vào đây, giữ an shift, các bạn giữ an shift thì tự nó sẽ ra bảng info. Thì đây mình sẽ đo trên phần áo chú rể này, trên phần quần chú rể và phía trên phần váy cô dâu. Đấy, thì ở cái điểm đầu tiên là trên áo chú rể thì các bạn nhìn thấy là red là 233, green 209 và blue là 234. Thì cái sự xuất hiện đây bắt đầu chênh lệch khoảng 20 đơn vị, trong khoảng từ 12 đơn vị là mình đã cảm nhận một chút là cái áo nó đang bị ám tím. Thì đây màu red và màu blue, có là màu đỏ và blue khi kết hợp với nhau ấy thì nó tạo ra màu magenta là màu tím. Thì ở đây mình cảm thấy là có nhiều màu tím này thì đúng là nó đang hơi thừa một chút. Nhưng cái sự chênh lệch từ những cái hệ màu này 234 này trừ đi 259 thì nó chỉ trong khoảng 20 đơn vị thôi, nên cái sự chênh lệch nó ít, nó không bị ảnh hưởng quá nhiều. Sang điểm thứ hai là trên phần quần thì mình sẽ thấy là có 219, 226 và 242. Đấy thì nó chênh lệch trên 20 đơn vị là mình đã cảm thấy cái quần này ám blue hơi mạnh. Và điểm thứ ba 204, 206 thì cái này nó cũng tương đối chuẩn, hơi giống màu trắng một chút. Các bạn thấy đấy là ảnh Việt Nam ấy, mình sẽ nhìn thấy, và đây là cái trường hợp mà đặc biệt ảnh Việt Nam mình thì bao giờ cũng như vậy, thường thường là phần highlight bao giờ ám blue. Các bạn có thể xem từ những số lớn tại Việt Nam khi làm người ta màu trong sáng thì bao giờ cái highlight ám blue rất là nhiều, vì đặc biệt ở Việt Nam mình hay sử dụng trên kênh blue hay tăng vibrance hay tăng transition của kênh blue, nên là cái trường hợp bị ám màu blue là rất là khó tránh khỏi. Thì đấy là cái khác ảnh Việt Nam với ảnh Hàn Quốc. Ảnh Hàn Quốc khi các bạn nhìn vào cảm thấy có một sự tinh tế này và tất cả chi tiết đã được giữ lại mức độ nhất định, không bao giờ bị ám màu.
Nhưng mà với cái ảnh Việt Nam khi mà để trong sáng như thế này thì các bạn nhìn thấy này, khi mà mình để trong sáng này thì các bạn là cái ảnh này vẫn tương đối sạch sẽ mà, thì cái sự chênh lệch nó không quá 20 đơn vị. Nếu các bạn làm cái phần ánh sáng trắng ở trong cái thông số RGB này nó có sự chênh lệch trên 20 đơn vị thì là cái ảnh này đã bị ám màu tương đối nhiều. Thì đây mình muốn nói các bạn là hạn chế thôi. Với tất cả các bạn học viên của mình ấy, thì gần như là mình có bảo luôn luôn hướng các bạn là làm sao để cái ảnh nó sạch sẽ nhất này, không những sạch sẽ về chi tiết mà còn phải sạch sẽ về màu sắc nữa. Làm sao để các màu sắc nó khi làm màu trong sáng nó phải đồng đều, không bị thiên về cái màu gì nhiều quá. Đấy. Hay đây mình tiếp tục đo thêm một cái tấm hình khác. Thì cái tấm hình này cũng là ảnh ở Việt Nam và chụp ở biệt thự Hoa Hồng, mà mình cũng sử dụng cái phần đo màu vào để các bạn có thể hiểu ấy. Thì tại sao tấm hình của mình nhìn vào luôn sạch sẽ? Đấy. Thì đây mình cũng sử dụng layer mask bằng cớp. Sau đó mình sử dụng hình icon ngón tay và mình chấm vào cái điểm màu. Đấy, để mình phân tích. Thì mình sẽ chấm khoảng 3 điểm màu. Thì ở điểm thứ nhất các bạn nhìn thấy là 234, 233 và 239. Thì cái blue hơi nhiều một chút. Điểm thứ 213, 213, 223 thì chúng nhau bắt đầu 10 đơn vị. Điểm thứ tư 192, 196, à điểm thứ ba 192, 196, 195 ở trên phần áo thứ giải. Cái phần highlight, cái phần vùng trắng này sự chênh lệch chưa quá 10 đơn vị nên là tất cả chi tiết nhìn nó rất là sạch sẽ. Đấy, đấy là cái điều mà mọi người khi ứng dụng hẹn vào đây về để đọc hiểu hình ảnh như vậy đấy. Nó rất là hay. Còn sau này ấy, thì bạn có thể dựa vào hẹn vào đây để các bạn có thể mô phỏng rất nhiều phong cách khác nhau. Ví dụ mình có thể mô phỏng lại phong cách ảnh Hàn Quốc này bằng cách mình đo màu trên da mặt để mình biết phần da cái thông số màu, hệ số màu trên phần da như thế nào, hay mình đo màu trên phần váy để mình biết cái màu váy trắng nó có thực sự chuẩn hay không. Sau đó mình có thể sử dụng trên hình ảnh thực tế của mình và mình cũng đo và mình phân tích và mình làm theo. Đấy thì cái hệ số màu RGB giúp mọi người đọc hiểu hình ảnh, và sau này mình sẽ làm một video khác nữa để phân tích và hướng dẫn các bạn ấy để mô phỏng dựa vào thông số này để mình mô phỏng ra một số phong cách nào mình mong muốn. Nên tại sao mình nói cái hệ màu RGB rất là quan trọng. Rất nhiều các bạn đã bỏ qua phần này thì các bạn lưu ý nhé. Các bạn lưu ý làm sao để mình phải hiểu về hệ RGB trước khi mình bật lên màu, thì nó sẽ giúp các bạn chỉnh sửa nó sẽ tốt hơn, cảm nhận màu tốt hơn, không phải bằng mắt nữa mà bằng những cái thông số nhất định. Thì đấy là hệ màu RGB. Tiếp theo thì mình sẽ đi sâu vào công cụ crop, một công cụ cực kỳ quan trọng trong quá trình chỉnh sửa bật lên màu nhưng nó cũng cực kỳ khó khăn. Thì quay lại công cụ crop thì các bạn nhớ cái thông số này nhé, các bạn nhớ thông số để sau này mình ứng dụng. Sau này bạn có thể sử dụng những cái điểm màu, những cái thông số này để các bạn có thể đặt đúng điểm màu mình mong muốn. Ví dụ các bạn dùng hệ màu RGB đo trên cái điểm màu trắng trên áo, nếu mà mình cảm thấy màu trắng nằm trong khoảng nào, trong mid tone thì mình điều khiển là mid tone, nếu là trong khoảng 180 hay 126 chẳng hạn thì các bạn sử dụng trên highlight để mình tránh bị ảnh hưởng sử dụng trên quá nhiều điểm làm ảnh hưởng đến tấm hình. Thì ở đây mình sẽ đến phần crop này. Thì crop có tác dụng gì? Crop sẽ giúp các bạn là chỉnh độ sáng, độ tương phản trên toàn bộ tấm ảnh hoặc trên từng khu vực riêng như tấm ảnh, thì cái phần này tí mình sẽ nói sâu hơn. Phần thứ hai thì nó giúp các bạn chỉnh màu sắc cho tấm ảnh, phần này cực kỳ quan trọng và nó cũng có ba kênh màu chính, phần channel là có phần red, green, blue và ngược lại thì nó sẽ có cyan, có magenta, có yellow. Thì cái phần chỉnh màu tí nữa mình sẽ đi sâu. Ở đây với công cụ camera thì nó có hai phần, hay là trên Lightroom cũng có hai phần là blur matrix và phần void. Thì hai phần này có điểm gì giống với nhau và khác nhau? Thì ở phần blur matrix này sẽ giúp chúng ta có thể chỉnh trên từng điểm sáng tối khác nhau trên biểu đồ khớp, và ở đây nó chia ra khoảng bốn dòng, đó là highlight, đó là line, đó là darken và đó là shadow. Và cái phần này thì nó đã phân bố rõ ràng, có thể hiệu chỉnh tối ưu cho từng điểm. Thì hiệu chỉnh tối ưu cho từng điểm như thế nào thì các bạn nhìn đây nhé. Thì ở đây mình vẫn sử dụng trên trực tiếp trên hình này. Thì sang phần curve thì có phần blur matrix và phần void. Thì ở đây nó sẽ có bốn điểm là highlight, line, dark, shadow. Thì ví dụ ở đây các bạn sử dụng trên highlight chẳng hạn, thì các bạn thấy điều gì? Ở blur matrix nó chia điểm ra rất là rõ ràng, nên khi các bạn sử dụng trên hai này nó tự nó chốt lại những điểm còn lại. Thì ở đây các bạn có thể tối ưu từng điểm lại bằng cách sử dụng kéo cái này. Khi các bạn kéo cái thanh trường bên dưới này thì cái phần này nó sẽ được giảm đi, thì phần ảnh hưởng của highlight nó sẽ được thu nhỏ vào. Hay ngược lại các bạn có thể sử dụng trên shadow cũng vậy. Khi các bạn sử dụng shadow này thì cái đường cong này có ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng trong diện rất ít thôi, nó chủ yếu là ảnh hưởng shadow. Và ở đây các bạn muốn cái đường cong này thu hẹp lại thì bạn kéo nhỏ cái này, thì cái đường cong này lập tức nó nhỏ lại, nó chỉ ảnh hưởng trong cái khoảng nhất định thôi. Thì phần blur matrix và phần void này nó có tác dụng giống nhau, nó vẫn đều sử dụng trên biểu đồ histogram và đều giúp các bạn chỉnh sáng tối, nhưng trên blur matrix thì nó chia điểm rõ ràng, giúp các bạn lưu bờ mờ, đặc biệt là những bạn mới chưa biết sử dụng trên điểm ảnh ấy hoặc là chưa nhìn điểm ảnh thì các bạn có thể sử dụng trên này, nó dễ dàng cho các bạn chỉnh sửa và kéo ánh sáng tốt hơn. Còn tiếp theo sang một phần void. Ở phần void này thì nó sẽ có thêm hệ màu RGB, và cái thứ nhất, cái thứ hai thì trên phần void này thì mình đang sử dụng trên biểu đồ
Và khi mình sử dụng trên một điểm này thì nó tạo ra đường cong rất là lớn nên nó ảnh hưởng đến rất nhiều điểm trên toàn bộ tấm hình. Nhưng ở đây các bạn có thể tối ưu điểm được, tối ưu các điểm này một cách này chốt lại điểm màu. Đấy thì cái hay của biểu đồ Boy này, nhược điểm nó sẽ chậm hơn nhưng mà ưu điểm là sẽ giúp các bạn tối ưu chỉnh sửa trên từng điểm. Và ví dụ nó có thể chỉnh sửa trên hai đầu mút, đó là trên phần Black Boy. Ví dụ Black Boy mình muốn tạo ra điểm phủ đấy thì mình có thể sử dụng ở đây, hay sử dụng trên White Boy. Đấy, mà trên công cụ Bơm Matrix thì không làm được điều này. Đấy là cái cực kỳ hay. Và sau này thì các bạn có thể gióng sử dụng trên những từng điểm. Ví dụ các bạn có thể ứng dụng là trong khoảng là shadow, trong khoảng mid tone, trong khoảng highlight để các bạn hiệu chỉnh làm sao cho hiệu quả nhất. Còn sang hệ MRGB thì nó cũng chia ra khoảng là black shadow, nó vẫn như vậy, mid tone và highlight. Thì sau này các bạn có thể dùng cái này để ám màu vùng sáng, ám màu vùng tối, hay thay đổi kính màu. Đặc biệt với tông màu Trung Quốc ấy, đặc biệt với tông màu Trung Quốc thì cái biểu đồ cấp này sử dụng rất là nhiều, sử dụng để ám vào vùng tối. Và các bạn cũng xem rồi, ảnh đường phố Trung Quốc thường thường là vùng tối bao giờ cũng ám tím. Đây thì mình sẽ lấy một ảnh thực tế để các bạn có thể nhìn thấy điều này. Ở đây mình sẽ để trong phần số 2 để khách có highlight white. Thì cái này mình sẽ làm một cái video sau. Đây ví dụ như vậy thì các bạn nhìn thấy là vùng tối này ám tím này, thì ở đây mình có thể sử dụng công cụ cấp và trực tiếp trên vô số để các bạn hiểu nhé. Ví dụ mình sử dụng, mình muốn ám blue trên vùng tối thì các bạn phải chốt lại điểm màu. Đấy, các bạn nhớ là phải chốt điểm màu nhé, nếu không chốt điểm màu thì các bạn làm ảnh hưởng đến toàn bộ tấm hình đấy. Ở đây các bạn nhớ chốt lại điểm màu, và khi mình sử dụng trên một điểm thôi đấy, thì khi các bạn sử này nó sẽ phủ blue lên toàn bộ tấm hình này, hay là các bạn muốn ngược lại phủ vàng cũng được, phủ vàng lên vùng tối cũng được, ngược lại blue là vàng, ngược lại red là cyan, ngược lại với lại green là magenta. Thì các bạn tự linh động cái công cụ này nhé, các bạn muốn ám màu gì trên vùng tối hay ám màu gì trên vùng sáng thì các bạn tự hiệu chỉnh. Và nhớ là biểu đồ Boy này giúp các bạn hiệu chỉnh trên điểm rất là tốt. Và trong phần Photoshop ấy, trong Photoshop thì nó có thêm cái dạng lưới để các bạn dễ dàng hiệu chỉnh. Và sau này ấy, thì các bạn sẽ có những đường cong đối xứng. Sau này khi mà đi sâu vào biểu đồ cướp nữa, các bạn sẽ có một cái đường cong đối xứng làm sao để cái màu bằng nó vẫn cân bằng khi các bạn hiệu chỉnh những công cụ, nhưng màu sắc vẫn được cân bằng, cũng sẽ làm ở trong module chuyên sâu. Ví dụ về tông ảnh Trung Quốc, hoặc là sau này đi sâu hơn nữa thì có vẻ tông ảnh trong sáng, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sâu hơn về cái đường cong đối xứng nó như thế nào, sử dụng cái công cụ cướp ra sao để hiệu chỉnh tốt nhất. Còn với video ngày hôm nay thì mình muốn các bạn hiểu về Blur Matrix này, các bạn hiểu về cách sử dụng điểm màu trên point này làm sao để nó hiệu quả tối ưu lại tốt nhất. Khi các bạn muốn ám vào vùng tối, các ám vào vùng sáng thì các bạn phải biết về những cái điểm màu này. Đấy thì khi các bạn tích vào điểm màu này thì tự nhiên là input output nó hiện thị ra cái thông số này này, thì chính là cái thông số mà mình vừa nói với các bạn ấy. Đây ví dụ bạn tích vào điểm cuối cùng thì nó sẽ giống đây sẽ là 255, và điểm cuối cùng là white boy hay điểm dưới chân nó là 00 đấy. Thì các bạn cố gắng nhớ cái thông số này, thông số này nó cực kỳ quan trọng trong quá trình chỉnh sửa và blend màu. Sau này khi mà các bạn sử dụng phần color gradient để giả lập những màu phin, hay là sử dụng những cái vòng tròn màu sắc, sử dụng những ba màu lân cận ấy, thì các bạn có sử dụng cái công cụ curve này để mình dựa vào những cái thông số, sử dụng công cụ cướp và dựa những thông số trên hệ MRGB là giúp các bạn có thể mô phỏng lại hình ảnh rất là tốt. Và với phần công cụ cướp này thì có một cái lưu ý cuối cùng nói các bạn là cái áp lực màu trên công cụ cướp rất là mạnh, nên là các bạn cố gắng là mình hiệu chỉnh tốt trên phần basic, trên phần speed tooling hay trên television, sau đó các bạn hãy quay sang phần cướp này nhé. Còn phần cướp này, cái cách sử dụng phần cướp này thì nó cũng rất là đơn giản đấy, không có gì khó, nhưng trên cướp nó có rất nhiều điểm màu nên khi các bạn hiệu chỉnh ấy, chỉ có sự chênh lệch rất ít, chỉ cần sự chênh lệch rất ít nó sẽ tạo ra những tông màu vô cùng khác biệt. Đấy thì đấy là toàn bộ cái video ngày hôm nay mình muốn nói về hệ màu RGB. Sự quan trọng của hệ màu RGB là giúp các bạn đọc hiểu blend màu làm sao hiệu quả nhất bằng những cái thông số cụ thể, hay sang phần cướp cũng vậy. Đến đây là kết thúc video, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay, chào tất cả các bạn.